trong vòng đấu đầu tiên thì Fitriani đã thắng tay vợt của Hàn Quốc, đó là Ko Eun Young, với tỷ số là 2-1. Vòng 2 thắng hạt giống số 1 Busanam, và có thể nói đây là bất ngờ lớn nhất của giải, bởi Fitriani chỉ nằm ngoài top 100, trong khi đó thì Busanam là hạt giống số 1 của giải và hiện đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng của thế giới. Và ở tứ kết thì Fitriani đã thắng Kim Mi của Đài Loan với tỷ số là 2-1. Trong set đấu đầu tiên thì tay vợt của Ninja là Fitriani giao cọc. Và xử lý cầu không chính xác của Fitriani đến cho tay vợt của Đài Loan Chen Chiya 1-0. Tài xác định là pha giao cầu tốt, một pha phán đoán sai của Fitriani. 2-0. Rất hay, một động tác giả pha ra tay rất nhanh của Fitriani, tưởng chừng như là một cú smash nhưng rốt cuộc lại là một pha chém cầu đi chéo sạch. 1-2 cho tay vợt Indonesia. Tốc cầu đến cho tay vợt của Đài Loan 3. Không như vậy là cầu ra ngoài, điểm được cân bằng 2-2. Và xử lý không được tốt của Chen, và điểm cho Fitriani của Indonesia, điểm số là 3-2. Johnny đã phòng thủ tốt, tuy nhiên pha gài cầu vừa rồi lại không qua lưới. Điểm số là 3-3. Rồi có một cơ hội để Fitriani tấn công nhưng pha push match lại không qua lưới. Điểm số là 4-3 cho tay vợt của Đài Loan Chen Chiya. Tốt cầu. Như vậy là phán đoán sai của tay vợt của Đài Loan và điểm số là 4-2.
Đây là lần thứ hai từ đầu set đấu thứ nhất. Tay vợt của Indonesia Fitriani đã xử lý cầu không chính xác ở trong những cú smash. Cho đến thời điểm này 9 điểm đã qua thì cả hai tay vợt thường thực hiện những pha lốp cầu thật sâu về phần sân của đối phương và chờ đợi những pha đánh lỏng tay của đối phương để kết thúc. Đó là một pha đánh chiến thuật của Fitriani. Nếu như pha cầu của Chen có qua lưới thì Fitriani cũng đã chơi vào cái trận lưới. Sai lầm trong phán đoán của Chen đã giúp cho Fitriani chiếm ưu thế và Fitriani đã chờ sẵn trên lưới để thực hiện pha bỏ nhỏ chính xác. Quả bỏ nhỏ chính xác của Fitriani, điểm số là 7-5 cho tay vợt của Indonesia. Và đánh kéo sân đi thiếu chính xác của Fitriani 6-7. Đó là một động tác giơ cao đánh khẽ của Fitriani và điểm cho tay vợt Indonesia 8-6. Một quả bỏ nhỏ chính xác nữa của Fitriani 9-6. Những pha đánh buộc đối thủ người đội bàn phải di chuyển liên tục ở cuối sân và Fitriani đã di chuyển nhanh trên lưới để thực hiện những pha bỏ nhỏ chính xác. Trọng tài xác định cầu đi ra ngoài 10-6. Pha đánh do dự của Fitriani 7-10. Vừa rồi là một quả bỏ nhỏ của Fitriani nhưng không chính xác 8-10. Sự kiên trì trong từng pha đánh của tay vợt Đài Loan, nhưng rõ ràng là thế chủ động đã thuộc về Fitriani với những pha đánh lắc léo.
một pha cầu đã vắt rất nhiều sức lực của tay vợt Đài Loan Chen Chia. Và điểm số đang là 11-8 cho tay vợt của Indonesia. Ở trong vòng đấu đầu tiên thì Chen Chia đã thắng đối thủ người Malaysia Yen Mai Ho với tỷ số là 2-0. Vòng 2 thắng tay vợt Indonesia Xiao Yu Lian với tỷ số là 2-1. Rồi tứ kết thắng Yao Su của Trung Quốc cũng có tỷ số là 2-1. Ngoài nội dung đơn nữ thì Chen Chia cũng tham dự nội dung đôi nữ và cùng đánh với Chia Xin Li. Nhưng đã để thua đôi Indonesia đó là Amdini và Dia Giovanni ở tứ kết. Qua lưới của Fijiani 9-11. Johnny đã ghi thêm được một điểm nữa, 12-9. Cú đánh chéo sân đã vượt qua tầm với của Chen Chia. Quả bóng nhỏ không thành công của Johnny, 10-12. Dân thu ngắn cách biệt lại còn 11-12. Cầu ngoài điểm cho tay vợt của Indonesia 13-11. Chà đã phán đoán được cú đánh trả của Fijiani và di chuyển trên lưới để kết thúc. Và di chuyển rất nhanh của Chen. 12-13. Cầu ngoài. Điểm số đã được cân bằng 13 đều cho tay vợt Đài Loan.
cầu ngoài. 14-13 cho Fitriani. Fitriani vẫn là tay vợt liên tục dẫn điểm trước. Rất đáng tiếc, cơ hội để cho Fitriani kết thúc thằng Kuzmas nhưng lại không qua lưới. 14 đều. Cầu ngoài. 15-14 cho Fitriani. Cầu ngoài. 16-14. Đáng tiếc, rất nhiều cơ hội cho Fitriani nhưng những pha xử lý cầu không được chính xác của tay vợt này. 15-16. Ở trong vòng tứ kết thì như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn thì Fitriani đã thắng được một tay vợt khác của Đài Loan, đó là Chia Xin Li. Đó là tay vợt Đài Loan với tỷ số là 2-1, 21-11, 14-21 và 21-12. Và trước đó thì đã thắng hạt giống số 1 Busanan của Thái Lan với tỷ số là 2-1. Và kết thúc trên lưới rất hay bằng cú trái tay của Fitriani. Và gài cầu ngắn và lên lưới rất nhanh của Fitriani. Vừa rồi thì Chen cũng đã có một pha chơi rất chiến thuật. Cô đã có một pha lốc cầu sâu về phía sau và trong tình huống mà Fitriani đã không đủ mạnh mẽ để đánh trả lại thì Chen đã kết thúc ngay trên lưới. 16-17. Sức lực của hai tay vợt đã chen cũng như Fitriani đã chơi tốt nhưng cuối cùng bị một quả chém cầu đi chéo sân
chính xác của tay vợt người Indonesia đã nâng điểm số lên 18-16. Ta sẽ phải xem cầu pha cầu quyết định đã vượt qua tầm với của Chen Qiya. Chen Qiya hiện nay xếp thứ 71 thế giới. Như vậy là cho đến thời điểm này chúng ta thấy là trước một đối thủ có thứ hạng cao hơn mình thì Chichuani, tay vợt xếp thứ 112 thế giới, cũng đã thi đấu có thể nói là rất cân bằng và thậm chí có phần dính hơn về điểm số cho đến điểm này. Và đánh mở góc sân của Pietrani đã làm cho Chen di chuyển vất vả, và khi có khoảng trống thì Pietrani đã kết thúc bằng cú smash chính xác. Tốt cầu. Như vậy là trọng tài dây đã xác định là cầu tốt và điểm cho tay vợt của Indonesia. 20-16, điểm kết thúc set đấu thứ nhất cho Pietrani. Và chém cầu khá chính xác của Chen Qiya. 17-20. Rất khó lòng để cho Chen Qiya lật ngược tình thế trong set đấu này, bởi cô đang bị dẫn trước đến 17-20. Còn một điểm nữa để cho Pietrani kết thúc set đấu thứ nhất. Cầu ngoài. 18-20. Với những tay vợt trẻ như Pietrani, năm nay chỉ mới 17 tuổi, thì những điểm kết thúc set đấu hoặc là kết thúc trận đấu mang một gánh nặng tâm lý hết sức to lớn. Và nếu vượt qua những áp lực này thì họ sẽ tạo được sự tiến bộ cho mình ở trong sự nghiệp thi đấu. Một lần nữa thì Chen Qiya đã thu ngắn cách biệt còn 19-20. Vẫn còn cơ hội cho Pietrani. Liệu tay vợt trẻ của Indonesia có thể vượt qua được áp lực này hay không? Pietrani đã vượt qua được áp lực để giành chiến thắng xuất sao ở trong set đấu đầu tiên với điểm số là 21-19. Tay vợt của Indonesia Pietrani đã có những điểm số dẫn điểm trước ở trong set đấu đầu tiên trận bán kết đơn nữ này trước đối thủ có thứ hạng cao hơn là Qiya của Đài Loan. Dù gặp rất nhiều áp lực ở giai đoạn cuối, nhưng Pietrani vẫn đã giành được chiến thắng với điểm số là 21-19 trước đối thủ có thứ hạng cao hơn mình. Tay vợt nào chiến thắng trong trận bán kết này sẽ vào tranh chung kết.
ở trong trận bán kết đơn nữ ở trên sân số 2. Trước đó thì tay vợt của Nhật Bản là Kawakami đã giành chiến thắng trước tay vợt Thái Lan đó là Kathaithon. Như vậy là Fear Journey đang đặt một chân vào chung kết đơn nữ của giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam Open 2015. Nếu như cô giành được chiến thắng trong set đấu thứ hai. Đất hiểm hóc của Chen 1-0 cho tay vợt của Đài Loan ở trong set đấu thứ hai. Leo của Fitzgerald đã buộc Chen di chuyển liên tục, một cú lốp cầu sâu về cuối sân và sau đó là pha kết thúc trận lưới. Điểm số là 1-1. Và cài cầu rất sâu và những cài của Chen và cú ghi bóng bằng cài của Chen đã không chính xác. 5 bóng cho Phi Truyền. Cầu ngoài 5 đẹp. Và đánh bóng quả lực của Phi Truyền 6-5 cho Chen. Và cú đầu không qua lưới của Chen 7-5. Và xử lý cầu không chính xác của Fitzgerald. Và bây giờ thì tay vợt của Đài Loan đã mở rộng khoảng cách lên 3 điểm, 8-5. Và kéo thân chính xác của Fitzgerald 6-8. Và đếm cầm ngắn không lưới của Chen 7-8. Cầu đi thứ xác của Fitzgerald 9-7.
Có nhỏ không đúng xác của Trần 89. Các tay vợt phải có sức, thể lực rất bền bỉ, cũng như là những pha đánh khéo léo, đặc biệt là trong những pha đánh giằng co. Một pha giao cầu hỏng của Fitriani, 15-16, điểm số vẫn đang được đeo bám rất sát sao giữa hai tay vợt. Kết thúc chính xác của Fitriani, 17-15. Một cú smash kéo sân khá chính xác. Quả bỏ nhỏ chính xác của Chen Chiya. Quả bỏ nhỏ rất sát lưới và khiến cho Fitriani không kịp di chuyển. 16-17. Cầu ngoài rất đáng tiếc. Trong tư thế mà Fitriani đang xoay người thì Chen Chiya có một cơ hội để kết thúc, nhưng cú smash lại đi hoàn toàn thiếu chính xác. Và lúc này điểm số đang là 18-16. Trọng tài yêu cầu tay vợt của Đài Loan tiếp tục thi đấu. Và lúc này thì trên sân số 2, đôi hạt giống số 1 ở nội dung đôi nam, đó là Lee Junhu và Yu Chen Liu, đã giành chiến thắng trước đôi Indonesia để vào chung kết nội dung đôi nam. Và thi đấu thiếu tập trung của Chen, mặc dù cô đã có lợi thế. Một cú lớp cầu không đủ sâu của Fitriani, nhưng cú kết thúc của Chen lại không dứt khoát. Và điểm là 19-16. Quả bỏ nhỏ không chính xác của Fitriani, 17-19.
Cầu ngoài đến cho Fiorani 20-17. Một tình thế cũng giống như trong set đấu đầu tiên khi Fiorani đã dẫn trước đến 20-17. Và trong set đấu đó thì Fiorani cũng đã giành được chiến thắng với điểm số là 21-19. Đây là điểm để cho Fiorani kết thúc trận đấu để giành quyền vào chung kết nội dung đơn nữ. Và chém cầu đi ra ngoài của Fiorani 18-20. Quả chém cầu không qua lưới của Fiorani 19-20. Rất đáng tiếc cho Fiorani, cô đã có lợi thế trong pha cầu vừa rồi và có cơ hội để kết thúc trận, nhưng quả quyết định lại chưa, đã không thực hiện thành công. Với tay vợt của Đài Loan Chen Chiya thì cô vẫn còn cơ hội, nếu như thắng điểm kế tiếp thì sẽ đưa trận đấu vào thế trận cân bằng. Một điểm cực kỳ quan trọng với cả hai tay vợt. Rất bình tĩnh, Fiorani đã có một pha đánh chiến thuật, buộc Chen phải di chuyển và đã tạo được khoảng trống để kết thúc. Chúng ta xem lại cú đập quyết định đã giúp cho Fiorani giành chiến thắng trước đối thủ người Đài Loan Chen Chiya với tỷ số là 2-0 và cả hai set đều với điểm số 21-19. Với chiến thắng này thì Fiorani, tay vợt số 112 thế giới, đã lọt vào chung kết. Quả bóng nhỏ không thành công của Fiorani 10-12. Của Đài Loan đang nỗ lực dâng thu ngắn cách biệt lại còn 11-12. Cầu ngoài đến cho tay vợt của Indonesia 13-11. Chà đã phán đoán được cú đánh trả của Fiorani và di chuyển trên lưới để kết thúc.
pha di chuyển rất nhanh của Chen. 12-13. Cầu ngoài. Điểm số đã được cân bằng 13 đều cho tay vợt Đài Loan. Cầu ngoài. 14-13 cho Pietrani. Pietrani vẫn là tay vợt liên tục dẫn điểm trước. Đáng tiếc, cơ hội đã cho Pietrani kết thúc thằng Kuzmets nhưng lại không qua lưới. 14 đều. Cầu ngoài. 15-14 cho Pietrani. Cầu ngoài. 16-14. Đáng tiếc, rất nhiều cơ hội cho Pietrani nhưng những pha xử lý cầu không được chính xác của tay vợt này. 15-16. Ở trong vòng tứ kết thì như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn thì Pietrani đã thắng được một tay vợt khác của Đài Loan, đó là Chia Xin Li. Đó là tay vợt Đài Loan với tỷ số là 2-1, 21-11, 14-21 và 21-12. Và trước đó thì đã thắng hạt giống số 1 Busanan của Thái Lan với tỷ số là 2-1. Và kết thúc trên lưới rất hay bằng cú trái tay của Pietrani. Pha gài cầu ngắn và lên lưới rất nhanh của Pietrani. Vừa rồi thì Chen cũng đã có một pha chơi rất chiến thuật. Cô đã có một pha lốc cầu sâu về phía sau và trong tình huống mà Pietrani đã không đủ mạnh mẽ để đánh trả lại thì Chen đã kết thúc ngay trên lưới. 16-17.
cầu bắt kịp sức lực của hai tay vợt. Achen cũng như Pichuani đã chơi tốt, nhưng cuối cùng bị một quả chém cầu đi chéo sân chính xác của tay vợt người Indonesia đã nâng điểm số lên 18-16. Ta sẽ phải xem cầu pha cầu quyết định đã vượt qua tầm với của Chen Chiya. Chen Chiya hiện nay xếp thứ 71 thế giới. Như vậy là cho đến thời điểm này chúng ta thấy là trước một đối thủ có thứ hạng cao hơn mình thì Pichuani, tay vợt xếp thứ 112 thế giới, cũng đã thi đấu có thể nói là rất cân bằng và thậm chí có phần dính hơn về điểm số cho đến thời điểm này. Và đánh mở góc sân của Pichuani đã làm cho Chen di chuyển vất vả, và khi có khoảng trống thì Pichuani đã kết thúc bằng cú smash chính xác. Tốt cầu. Như vậy là trọng tài dây đã xác định là cầu tốt và một điểm cho tay vợt của Indonesia. 20-16 điểm kết thúc set đấu thứ nhất cho Pichuani. Và chém cầu khá chính xác của Chen Chiya. 17-20. Rất khó lòng để cho Chen Chiya lật ngược tình thế trong set đấu này, bởi cô đang bị dẫn trước đến 17-20. Còn một điểm nữa để cho Pichuani kết thúc set đấu thứ nhất. Cầu ngoài. 18-20. Với những tay vợt trẻ như Pichuani, năm nay chỉ mới 17 tuổi, thì những điểm kết thúc set đấu hoặc là kết thúc trận đấu mang một gánh nặng tâm lý hết sức to lớn, và nếu vượt qua những áp lực này thì họ sẽ tạo được sự tiến bộ cho mình ở trong sự nghiệp thi đấu. Một lần nữa thì Chen Chiya đã thu ngắn cách biệt còn 19-20, vẫn còn cơ hội cho Pichuani. Liệu tay vợt trẻ của Indonesia có thể vượt qua được áp lực này hay không? Pichuani đã vượt qua được áp lực để giành chiến thắng xuất sao ở trong set đấu đầu tiên với điểm số là 21-19. Tay vợt của Indonesia Pichuani đã có những điểm số dẫn điểm trước ở trong set đấu đầu tiên trận bán kết đơn nữ này trước đối thủ có thứ hạng cao hơn là Chiya của Đài Loan. Dù gặp rất nhiều áp lực ở giai đoạn cuối, nhưng Pichuani vẫn đã giành được chiến thắng với điểm số là 21-19 trước đối thủ có thứ hạng cao hơn mình. Tay vợt nào chiến thắng trong trận bán giờ sẵn tên lưỡi để thực hiện pha bỏ nhỏ chính xác.
quả bỏ nhỏ chính xác của Kikiani. Điểm số là 7-5 cho tay vợt của Indonesia. Kéo chân đi thiếu chính xác của Fiorani. 6-7. Tôi đã nói là một động tác giơ cao đánh khẽ của Fiorani và điểm cho tay vợt Indonesia 8-6. Một quả bỏ nhỏ chính xác nữa của Fiorani, 9-6. Những pha đánh buộc đối thủ người Đài Loan phải di chuyển liên tục ở cuối sân, và Fiorani đã di chuyển nhanh trên lưới để thực hiện những pha bỏ nhỏ chính xác. Trọng tài xác định cầu đi ra ngoài. 10-6. Pha đánh do dự của Fiorani, 7-10. Vừa rồi là một quả bỏ nhỏ của Fiorani nhưng không chính xác, 8-10. Sự kiên trì trong từng pha đánh của tay vợt Đài Loan, nhưng rõ ràng là thế chủ động đã thuộc về Fiorani với những pha đánh lắc léo. Một pha cầu đã vắt rất nhiều sức lực của tay vợt Đài Loan Chan Chia, và điểm số đang là 11-8 cho tay vợt của Indonesia. Ở trong vòng đấu đầu tiên thì Chan Chia đã thắng đối thủ người Malaysia Yen Mai Ho với tỷ số là 2-0. Vòng 2 thắng tay vợt Indonesia Xiao Yu Lian với tỷ số là 2-1. Rồi tứ kết thắng Yao Su của Trung Quốc cũng với tỷ số là 2-1. Ngoài nội dung đơn nữ thì Chan Chia cũng tham dự nội dung đôi nữ và cùng đánh với Chia Xin Li, nhưng đã để thua đôi Indonesia, đó là Amdini và Dia Giovanni ở tứ kết.
qua lưới của Fijiani, 9-11. Johnny đã ghi thêm được một điểm nữa, 12-9. Cú đánh chéo sân đã vượt qua tầm với của Chan Chi-ya. Trong vòng đấu đầu tiên thì Fijiani đã thắng tay vợt của Hàn Quốc, đó là Ko Eun Young, với tỷ số là 2-1. Vòng 2 thắng hạt giống số 1 Busanan, và có thể nói đây là bất ngờ lớn nhất của giải, bởi Fijiani chỉ nằm ngoài top 100, trong khi đó thì Busanan là hạt giống số 1 của giải và hiện đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng của thế giới. Và ở tứ kết thì Fijiani đã thắng đi của Đài Loan với tỷ số là 2-1. Trong set đấu đầu tiên thì tay vợt của Ninja là Fijiani giao cọc. Chính xác của Fijiani điểm cho tay vợt của Đài Loan Chan Chi-ya, 1-0. Trọng tài xác định là pha giao cầu tốt, một pha phán đoán sai của Fijiani, 2-0. Rất hay, một động tác giả pha ra tay rất nhanh của Fijiani, tưởng chừng như là một cú smash nhưng rốt cuộc lại là một pha chém cầu đi chéo sân. 1-2 cho tay vợt Indonesia. Tốc cầu điểm cho tay vợt của Đài Loan, 3. Không như vậy là cầu ra ngoài, điểm được cân bằng 2-2. Và xử lý không được tốt của Chen, và điểm cho Fijiani của Indonesia, điểm số là 3-2. Johnny đã phòng thủ tốt, tuy nhiên pha gài cầu vừa rồi lại không qua lưới. Điểm số là 3-3.
vừa rồi có một cơ hội để Kiatriani tấn công nhưng pha Kuzmets lại không qua lưới. Điểm số là 4-3 cho tay vợt của Đài Loan Chen Chi-ya. Tốt cầu. Như vậy là phán đoán sai của tay vợt của Đài Loan và điểm số là 4-1. Đây là lần thứ hai từ đầu set đấu thứ nhất. Tay vợt của Indonesia Fitriani đã xử lý cầu không chính xác ở trong những cú smash. Cho đến thời điểm này 9 điểm đã qua thì cả hai tay vợt thường thực hiện những pha lấp cầu thật sâu về phần sân của đối phương và chờ đợi những pha đánh lỏng tay của đối phương để kết thúc. Đó là một pha đánh chiến thuật của Fitriani. Nếu như pha cầu của Chen có qua lưới thì Fitriani cũng đã chơi vào trận lưới. Sai lầm trong phán đoán của Chen đã giúp cho Fitriani chiếm ưu thế và Fitriani đã chính cách này sẽ vào tranh chung kết. Ở trong trận bán kết đơn nữ ở trên sân số 2 trước đó thì tay vợt của Nhật Bản là Kawakami đã giành chiến thắng trước tay vợt Thái Lan đó là Kathaithong. Như vậy là Fitriani đang đặt một chân vào chung kết đơn nữ của giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam Open 2015 nếu như cô giành được chiến thắng trong set đấu thứ hai. Bao nhỏ rất hiểm hóc của Chen. 1-0 cho tay vợt của Đài Loan ở trong set đấu thứ hai. Léo của Fitriani đã buộc Chen di chuyển liên tục, một cú lốp cầu sâu về cuối sân và sau đó là pha kết thúc trận lưới. Điểm số là 1-1. Và cài cầu rất sâu và những cài của Chen và cú ghi bóng bằng cài của Chen đã không chính xác. 5-4 cho Fitriani.
Cầu ngoài 5 điểm. Và đánh bóng quả lực của Giannis 6-5 cho chậm. Và cứ đầu không qua lưới của Giannis 7-5. Lượng và xử lý cầu không chính xác của Fitzgerald này. Và bây giờ thì tay vợt của Đài Loan đã mở rộng khoảng cách lên 3 điểm 8-5. Và kéo thân chính xác của Fitzgerald 6-8. Rồi một pha đếm còn ngắn không lưới của Chen 7-8. Và cuối cầu đi thiếu chính xác của Fijiani 9-7. Bỏ nhỏ không được chính xác của Trần 8-9.